Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Thành ủy Cần Thơ, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo phát triển kinh tế xã hội dùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 bằng hình thức trực tuyến. Tham dự hội thảo có ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, ông Nguyễn Thành Phong, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, ông Vũ Hải Quân, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Điểm tại Cần Thơ có ông Nguyễn Xuân Hải, Quỹ viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, ông Nguyễn Ngọc Tâm, Quỹ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo thành ủy, ông Nguyễn Trung Nhân, Quỹ viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ. Nghị quyết 120 cùng với việc triển khai xây dựng quy hoạch dùng theo luật quy hoạch một số nội dung quy hoạch dùng đồng bằng sông Cửu Long đã nhận diện các vấn đề chính của dùng đồng bằng sông Cửu Long cần giải quyết. Từ đó đưa ra các quan điểm phát triển, đề xuất các định hướng và hình thành bộ khung không gian phát triển của dùng theo hướng bền vững hơn. Theo đại diện của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, vai trò kinh tế dùng đồng bằng sông Cửu Long đang giảm dần so với các dùng khác trong cả nước, nhất là trong 3 thập kỷ qua. Đến năm 1990, GRDB của thành phố Hồ Chí Minh bằng 2 phần 3 so với đồng bằng sông Cửu Long thì hai thập niên sau, tỷ lệ này đã hoàn toàn đảo ngược. Ngoài ra, năng suất lao động dùng đồng bằng sông Cửu Long đang có xu thế tăng chậm lại so với các dùng khác trong cả nước, mặc dù giai đoạn 2010-2020 đã tăng gấp 3 lần, nhưng chỉ bằng 37% so với dùng đông Nam Bộ và bằng 50% so với dùng đồng bằng sông Hồng, đứng thứ ba trên 6 dùng kinh tế trong cả nước. Trong phần trình bày về quan điểm, mục tiêu, định hướng và các giải pháp nhằm phát triển khoa học và công nghệ, nguồn nhân lực, tạo việc làm, chăm sóc sức khỏe người dân và đảm bảo an sinh xã hội dùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cho rằng, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phải thực sự trở thành động lực tăng trưởng trực tiếp, góp phần đưa dùng đồng bằng sông Cửu Long trở thành dùng phát triển khá với công nghiệp hiện đại. Trong đó, xây dựng và phát triển Cần Thơ thành thành phố trung tâm dùng. Đến năm 2030, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo có tiềm lực và trình độ tiên tiến ở nhiều lĩnh vực quan trọng, đạt ngang với các nước trong khu vực. Trình độ năng lực công nghệ đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp đạt mức khá so với cả nước. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, tiếp tục đầu tư phát triển nguồn nhân lực, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực sáng tạo, có khả năng cạnh tranh và thích ứng với thị trường lao động, đáp ứng yêu cầu công nghiệp quá hiện đại quá và trong bối cảnh cách mạng khoa học công nghệ phát triển nhảy dọt. Ngoài ra, cần tiếp tục khai thác phát huy hiệu quả giá trị các loại hình văn hóa nghệ thuật dân gian, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số của vùng đồng bằng sông Cửu Long, phát triển hệ thống y tế theo hướng hiện đại, phát triển văn hóa xã hội, thực hiện tiến bộ và đảm bảo an sinh xã hội không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ xã hội đa dạng linh hoạt cả về chất lượng và số lượng theo hướng chuyên nghiệp đáp ứng nhu cầu và khả năng tiếp cận của các nhóm đối tượng nhất là đối tượng yếu thế và dân tộc thiểu số